Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Đào rằng quá. Sáng nay mình có rủ Minion với 500 anh em đi ăn sáng, vừa mới kêu được cái đùi gà, cắn được một miếng thì trời ơi nhức răng mới buồn chứ. Bạn nào nhức răng sẽ hiểu, ăn không có ngon gì hết á. Cho nên là bây giờ á, mình rủ mấy bạn với con Minion này nè đi khám răng cùng với mình đó. Tất cả mọi người đều kiểm tra răng luôn để coi coi là có bị sâu không. Ai mà bị sâu mà nhổ răng á chắc súng răng không dám cười luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ là đi thôi các bạn ơi, chứ con Minion nó đau răng quá, nó chịu không nổi, mặt nó đang buồn các bạn thấy không. Thôi let's go. Cậu đang nhức răng đúng không, để ta chữa trị cho, nằm im ở đó đi. Thôi thôi bác sĩ ơi, không cần đâu, mặt bác sĩ không có uy tín tí nào á, cho em về đi. Không có được về đâu, dùng cái bàn chải đánh răng của ta mới được về. Trời ơi cái bàn chải nhìn thấy gớm gì vậy trời. Ui à, bác sĩ không đi rồi các bạn ơi. Ui ơi, thôi thôi chắc cái này là ông nha sĩ các bạn. Thôi chắc có lẽ mình đi về thôi. Đang nhức răng, vô gọi là nha sĩ để khám răng các bạn. Nhưng mà nhìn ổng cầm cái bàn chải với lại nhìn cái hàm răng của ổng không uy tín tí nào á. Bác sĩ nha khoa gì mà hàm răng vàng khè mà còn thưa nữa, không thể tin được đâu, để coi chất lượng như thế nào các bạn ơi. Trước khi làm hàm răng sáng bóng, sau khi làm ngẫm luôn. Trời ơi cái gì ghê vậy, nhổ răng mà sao có kìm đồ ghê. Cái kìm này là cái kìm để gọi là hàm dặn ốc đồ mà kỳ vậy, còn có mấy khoan nữa. Thôi thôi thôi, thà nhức răng tí mà coi rồi chắc ăn đi về, ở đây mất công có chuyện nữa. Ơi gì đây, chìa khóa hả, lượm chìa khóa các bạn ơi, để xem coi gì đây. Ổng đi ra ngoài rồi các bạn ơi, trời ơi vừa mới đi ra ngoài thôi mà ổng đã khóa hết tất cả những cửa sổ lại rồi. Thôi mấy đứa ơi, nhanh tranh thủ chạy đi, chạy đi. Đây các bạn nhìn coi, nhìn cái bà gọi là nha sĩ này mặt có uy tín không, nhìn hàm răng thưa là thấy không uy tín rồi. Ôi khóa cửa à, mình có chìa khóa đây rồi, mở cửa ra, let's go, chạy thôi mấy đứa ơi. Ở đây không an toàn đâu, mình ra chỗ khác mình làm. Trời ơi, ở đây còn có làm răng giả nữa bạn, nhưng mà hàm răng này nó bị súng rồi các bạn. Răng giả gì mà vừa súng mà vừa đen là sao. Thôi đi, không ở đây được, ở đây làm ăn không có được an toàn cho lắm các bạn ơi. Let's go. Cái gì đây, cái này là Bob ốp gà, cái phòng của cái ông tên là Bob, nhìn như là ông nha sĩ bạn ơi. Mình sẽ gọi là mở gõ cửa để cửa nó mở các bạn ơi. Gõ cửa, cốc cốc cốc, à mở rồi các bạn à, let's go. Ui ở đây còn có máy bay này, nhưng mà mình không cần đâu. Các bạn biết cái này là gì không, cái này chỉ nha khoa này các bạn, sử dụng lấy gọi là những cái thức ăn dính trong răng nè. Hay quá, cái chỉ này nó cứng lắm, mình đi ngang qua được. Trời ơi phòng khám răng mà tại sao lại có bẫy ghê đến như vậy. Mình nghĩ đây là những cái gai của cái gọi là cái bàn chải hồi nãy ông bác sĩ ông cầm á. Nhìn cái bàn chải đó mình thấy không dám đánh răng luôn bạn ơi, đánh vô chắc súng răng hết luôn quá. Rồi đi nhanh lên nào. Trời hồi nãy đông lắm mà sao giờ không còn ai vậy. Thôi mình đi trước đây. Trời ơi mấy đứa kia chắc bị ông bắt rồi, mỗi đứa một phòng các bạn ơi, nên là hạ mình may mắn mình trốn ra được, mình gặp được mấy đứa này nè. Ui thôi đi. Ơi nè cha đẻ nè. Ôi cái gì vậy, quay hàm răng giả con mắt các bạn ơi. Ui hàm răng này hàm răng sắt các bạn ạ. Ui đừng ây da dính bẫy rồi. Trời ơi mừng quá các bạn ơi, 500 anh em nó chạy thoát rồi. Bây giờ mình sẽ cùng đi chung với tụi nó để cho an toàn các bạn ơi, chứ đi một mình sợ quá. Cái đoạn đường này là có mấy cái hàm răng giả mà hàm răng này nó có mắt nữa các bạn. Mình không biết là cái ông gọi là nha sĩ đó ông lấy đâu ra mấy cái hàm răng này nữa. Ây thấy chưa, chạy đi, không chạy được. Trời ơi không được rồi các bạn ơi, mấy hàm răng này nó chạy nhanh lắm, mình phải chạy thiệt là nhanh luôn, phải sử dụng cái gọi là gì 36 kế chạy là thượng sách các bạn à. Đấy môn võ bảy chọ của mình đâu rồi, bây giờ là phải chạy nè. 1 2 3 chạy nè, nè 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 em ơi, nè nè em ơi, nó tới kìa, chạy đi. Ui giời ơi cái này nó nhảy nhanh cực kỳ luôn bạn, đường nào mũi tên đường này, nhanh lên nhanh lên. Đây 500 anh em các bạn ơi, đấy bây giờ tụi nó thoát rồi. Đây let's go. Hên quá. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chui vô đường cống này để tìm đường thoát thôi, chứ ở đây là không ổn rồi. Trời ơi cái gì vậy? À cái này là cái bạc thông gió thôi, không có gì hết. Cái súng này là cái gì vậy ta? Ui để xem coi. Súng thu nhỏ 299 tiền, thôi bỏ luôn đi. Đi không có tiền các bạn ơi. Cái đó là tốn tiền nhiều lắm bạn. Rồi let's go. Vượt qua mấy cái này thật đơn giản tại vì nó quá chậm. Ui bắt con cua rồi, nhanh lên mấy đứa ơi. Ông bác sĩ, ông nha sĩ ông đứng sau lưng đấy. Mấy đứa không nhanh là bị bắt đó nha. Anh không có đợi được đâu. Trời ơi cái gì vậy, laser à. Ê từ từ ui laser rất là nhiều luôn ấy. Ui nhanh lên mấy em ơi. Đúng rồi từ từ để anh lên từ. Một đứa thấy chưa, đã nói là từ rồi, bình tĩnh. Ui ghê quá. Ê cẩn thận, cái laser này nó gọi là nhìn nó khá là ghê nha các bạn.
Đó, đã không, các bạn thấy laser này nó rất là nhiều cái đường laser luôn chứ không phải là một đường nữa. Đấy, cho nên là đụng vô một cái là hiểu rồi đó. Rồi, cố lên em ơi. Trời ơi, nó còn bị kẹt ở dưới rồi. Để mình qua đây mình đi trước để mình xem tình hình như thế nào nha các bạn. Đấy, để mình báo cho mấy em nó biết. Rồi, nhanh lên. Trời, tính ra nãy giờ mình sợ mình quên nhức răng luôn rồi các bạn ơi. Ôi, hên quá. Vậy là chữa trị thành công rồi đó. Bây giờ chỉ còn tìm cách thoát ra thôi. Ờ, nhanh lên, nhanh lên. Một nè. Hai, ba, bốn, năm. Qua. Thành công rồi. Wow. Ở dưới này có một cái tầng hầm mà còn có thang máy nữa kìa. Rồi lên lẹ mấy đứa ơi, lên lên lên, lên thang máy này. Ui. Giờ sao đây? Cái này giống như là một cái tòa lâu đài các bạn ơi, nhìn nó khá là ghê ha. Vậy tính ra nãy giờ mình ở dưới lòng đất các bạn. Cái phòng khám nha, phòng rắm răng á, ở dưới lòng đất chứ không phải là ở trên mặt đất các bạn à. Ui. Các bạn nhìn kìa. Ui. Trời ơi. Toàn là lava. Còn có những cái hầm răng đủ màu ở đây nữa nè. Răng này của ai đây? Bạn nào biết bình luận bên dưới đây chứ mình thấy nè, răng màu xanh, màu đỏ rồi tùm lum nè. Màu vàng nữa kìa. Này cẩn thận lava nha em ơi, cái chỗ này có đống dính lava nè. Cẩn thận ấy. Ui. Ghê quá, ghê quá. Qua này. Ui, khoan, để anh em ơi. Đợi. Các bạn thấy cái bạn miner đang có cái gì sau lưng không? Đó chính là một cái gọi là kem cái đá bào. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Đang ở trong lava mà có kem này ăn là tuyệt vời, đang nóng mà. Rồi, qua. Đấy, các bạn thấy cái ly kem đá bào siêu to khổng lồ không? Ây da, ai. Qua, vừa qua rồi. Ui, nhanh lên. Lên xe, let's go. Lên xe nào. Ui, cái này mình đang nằm xuống để cho cái ông gọi là nha sĩ đó, ông không thấy tụi mình nha các bạn. Chứ nếu mà mình ngồi lên á, ông sẽ thấy mình. Đó, mình nằm như vậy nó sẽ an toàn nữa các bạn. Cái kiểu như cái xe nó chạy thôi mà không thấy mình đây các bạn không? Không thấy mình mà chỉ thấy cái xe nó chạy thôi. Đấy, rồi, được rồi. What? Đây là những chiến binh bàn chải đánh răng. Không thể tin được. Cái ông nha sĩ này, ông có nguyên một cái đội gọi là đội quân luôn các bạn. Đội quân bàn chải đánh răng nè. Mà bàn chải này hơi nhọn nha. Cái này mà xỉa vô răng cái dắt gớt cái răng luôn á. Ui, ghê quá. Ủa cái này sao đây? Đừng có đụng vô đó. Đừng có đụng vô đó em ơi. Đừng có đụng vô. Đó, thấy chưa? Anh nói rồi. Anh mới cho anh em mà hai giờ không? Anh bị chon luôn. Rồi, vậy là mình không chon được người ta nha các bạn. Cái này mình nếu mà mình đụng mình sẽ tự chon mình thôi, không chứ không có chon ai được nha. Qua, qua. Cẩn thận nha, cái cầu này nó bị thưa nha, chứ không phải là nó dính lại nhau đâu. Nó thưa ra đó nha mấy đứa. Đấy. Qua rồi. Hay lắm. Yes, thành công. Wow. Trời. Cái đó có phải là bức tượng của ông gọi là nha sĩ với lại gọi là thú cưng của ông không? Thú cưng của ông chính là gọi là cái hàm răng giả bạn ơi. Đây. Chính xác rồi. Chính là cái gọi là ông nha sĩ bạn, bức tượng của ông nha sĩ nè. Với lại gọi thú cưng của ông. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua. Dạ. Cố lên, chúng ta phải vượt qua được âm nha sĩ này thôi các bạn ơi. Nhanh lên mấy đứa, anh đợi em nè. Mình sẽ đợi mấy đứa này nha các bạn, để xem coi là tụi nó hạ như thế nào đây. Cái trình bắt con cua nó như thế nào đây. Cố lên. Hay lắm, rồi đi. Ui, chỗ này có lava. Phải cẩn thận, các bạn hãy đứng ngay những cái mí như thế này nè. Đó, đứng ngay đây các bạn nhảy qua nha. Qua. Vừa hướng dẫn cho các bạn mà mình làm sai thì chắc chắn các bạn không tin mình rồi. Quê quá quê. Nè, đứng vậy đúng rồi, nhưng mà có điều là mình hơi hấp tấp thôi. Rồi nhanh lên, ủa đâu hết rồi. Trời ơi các bạn ơi, chỉ có một cái đường như vậy thôi mà tụi nó qua không đường nữa. Giờ phải làm sao đây? Đó kìa tụi nó kìa. Cố lên em ơi, cố lên. Yes, thành công. Được rồi, đi tiếp thôi. Bây giờ là find the lever. Ui, các bạn nhìn kìa, một cái đầu siêu to khổng lồ. Find the lever. Đây. Bên này. Rồi, được chưa? Chưa được. Đi thôi anh, nhanh. Qua đây. Đây, hai cái lever, cái cần gạt các bạn, cái này cái lever là cái cần gạt nha. Nhanh lên mấy em ơi, anh đang gạt cái này à. Rồi, mở chưa? Mở cửa chưa? Ồ, đang mở rồi các bạn ơi, thành công rồi, yeah. Tuyệt vời. Ui, qua lẹ. Cái gì đây? Ui, cái này. Ui, mình nhìn xuyên được qua đây nè. Ui, hết hồn. Ui, ngươi đang muốn, gọi là, cậu đang muốn trốn khỏi đây à. Không trốn được khỏi ta đâu. Trời ơi, ông muốn đánh răng mình mấy bạn ơi. Đừng. Trời ơi. Trời, bác sĩ ơi, tôi không muốn đánh răng đâu. Đừng, thả tôi đi. Trời ơi, ông chạy nhanh lắm các bạn ơi. Một lời khuyên dành cho các bạn này, nếu như các bạn đi gọi là nha sĩ mà để gọi là kiểm tra răng á, trước tiên các bạn kêu cái người nha sĩ đó cho các bạn coi răng trước nha, chứ để giống như cái ông nha sĩ này răng không uy tín thế nào. Các bạn nhìn răng của ông kìa, vàng á, không, răng vàng mà còn thưa nữa, sao mà gọi là dám khám răng được, không uy tín được rồi đó, mà bị bắt rồi. Cố lên,
Ông này ông chạy nhanh quá bạn ơi, nhiều đứa bị bắt lắm rồi, phải riêng mình đâu. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Sao mà chạy nhanh vậy? Trời ơi, chạy đi, trời Na Cha rồi, xong Na Cha bị bắt rồi đó. Xác định là Na Cha bị bắt rồi bạn ơi. Come on, come on, chạy nhanh lên nào. Ông đang gần mình lắm rồi. Yeah. Whoa. What? Oh, mình thoát được rồi. Mình đây nè các bạn. Wow, mình là siêu to khổng lồ luôn các bạn à. Ôi.